Chị mẹ đi nhanh lên nè. Đợi con một tí. Qua wow, quá trời đồ chơi rồi. Búp bê đẹp quá. Hoàng Kim rất là thích chơi búp bê luôn nha. Có bạn nào thích chơi búp bê giống như Hoàng Kim không? Các bạn hãy bình luận ngay dưới cho Hoàng Kim biết với nghe. Hình như là mấy bạn búp bê này làm móc khóa được luôn nè các bạn ơi. À, ở đây còn có rất là nhiều đồ chơi luôn nè. Có đồ chơi bác sĩ nữa nè. Mình thích mấy bộ đồ chơi này lắm. Để mình kêu mẹ mình mua cho mình coi. Ủa? Quên nữa, mẹ nó mất tiêu rồi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Các bạn ơi, mình ham chơi làm lạc mất mẹ rồi. Các bạn hãy bấm nút đăng ký tiếp thêm sức mạnh để giúp mình tìm lại mẹ nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mẹ ơi! À, hình như là mẹ ở đằng kia kìa. Con chạy đi đâu vậy? Mẹ kêu đi theo mẹ mà. À? Con xin lỗi mẹ, tại con ham chơi quá. Con chạy coi đồ chơi. Con tính gọi bạn cá hả mẹ? Nước ở trong hồ nó cạn rồi, cho nên nó cao lắm. Cho nên con tròn xuống dưới lỡ té là nguy hiểm lắm nghe. Ủa sao nó ở đây cạn khô vậy? Mẹ cũng không biết nữa, không biết mấy bạn cá coi sẽ ra sao. Đâu mình qua bãi mình coi thử thôi các con ơi. Hôm nay dẫn cho Gia Hân và Hoàng Kim đi cà phê cá coi. Nhưng mà vô cái quán mới phát hiện ra là nước ở trong hồ cạn gần hết rồi nghe các bạn. Mấy bạn cá coi bơi là nổi lưng lên luôn rồi nè. Tao nhìn mấy bạn cá quá, không biết là có chuyện gì nữa mẹ. Mẹ cũng không biết nữa, nhưng mà chỉ còn là một ít nước mấy bạn cá đang bơi bơi nè. Hình như là người ta đang bơm nước vô hay sao á. Các bạn ơi, có bạn nào biết là có chuyện gì xảy ra với cái hồ cá coi này không các bạn? Chị mẹ, con đừng có chồm chồm xuống dưới cái hồ, cái đất nó cũng sâu lắm đó nghe con. À, con tính gọi bạn cá hả mẹ? Nước ở trong hồ nó cạn rồi, cho nên nó cao lắm, cho nên con chồm xuống dưới lỡ té là nguy hiểm lắm nghe. Mình đứng ở trên mình coi thôi, đừng có chồm chồm xuống gò mấy bạn cá nguy hiểm nghe con. Dạ con hiểu rồi mẹ ơi. Các bạn ơi, các bạn xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.